Mì Hồng số 2. Xin hân hoan chào đón toàn thể tất cả quý vị khách quý và quý nhà đầu tư. Chúng ta đang đến với lại chương trình livestream Đầu tư Phú Quốc, Đầu tư Mì Hồng số 2. Thưa quý vị, đây là chương trình trong chuỗi những chương trình để giới thiệu và livestream về đại đô thị Mì Hồng Scandal Phú Quốc của chủ đầu tư tập đoàn Tân Ngã Đại Thành. Và chúng ta có chủ đề đó là giới thiệu về hệ sinh thái kép ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị khách quý, ra mắt kể từ cuối năm 2019 thì dự án Mì Hồng Scandal Phú Quốc đã gây ấn tượng vô cùng mạnh mẽ trên thị trường khi là dự án rất hiếm hoi nằm trong số 6% quỹ đất ở đô thị quý hiếm Tây Đảo Ngọc. Và toàn bộ các căn shop house, mini hotel và villa tại dự án sẽ được cấp sổ đỏ để sở hữu lâu dài. Đặc biệt là quý cư dân tại dự án sẽ được thụ hưởng những giá trị độc bản của hệ sinh thái kép đô thị lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong chương trình trước thì chúng ta đã cùng tìm hiểu đó là những thông tin quan trọng của dự án, như là về định hướng quy hoạch chi tiết đại đô thị của đơn vị tư vấn nổi tiếng Trachos, cũng như đó là tiến độ về thi công xây dựng vô cùng nhanh chóng và khẩn trương của các nhà thầu Hòa Bình, nhà thầu Phục Hưng, nhằm đảm bảo việc bàn giao phân khu Rosada sẽ đúng tiến độ vào tháng 12/2021 dành cho quý khách hàng. Sự kiện đã thu hút hàng ngàn vị khách hàng quan tâm và theo dõi, và đồng thời rất nhiều những giao dịch đã được thực hiện thành công trong vòng chỉ 24 giờ sau dự kiện. Và điều đó đã chứng tỏ là dự án đại đô thị của chúng ta vẫn luôn nhận được sự tin tưởng và là lựa chọn hàng đầu của quý vị khách hàng. Một lần nữa thì chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả và cả quý vị khách hàng đã thực hiện thành công cùng với chúng tôi. Và dù tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, vẫn tiếp tục gây những khó khăn trong việc cung ứng về vật tư thiết bị hay là nhân công, nhân sự, nhưng chủ đầu tư tập đoàn Tân Á Đại Thành vẫn cùng với là những đơn vị thi công như là Hòa Bình, Mộc Hưng, chúng tôi quyết tâm sẽ thực hiện đó là giãn cách nhưng không giãn tiến độ. Chính vì vậy thì trên công trường tôi vừa thực hiện đó là an toàn 5K và vừa thi công rầm rộ nhằm đảm bảo không làm chậm tiến độ của dự án. Và tháng 12/2021 thì chúng tôi sẽ tiến hành bàn giao những sản phẩm thuộc phân khu Rosada dành cho quý vị khách hàng. Như vậy là những khách hàng nhận bàn giao sẽ có một cái Tết nguyên đáng 2022 vô cùng đáng nhớ, một niềm vui nhân đôi khi chúng ta vừa đón năm mới và quý vị lại về tân gia tại ngôi nhà thứ hai của mình tại đảo Ngọc Phú Quốc. Và ngày hôm nay thì xin mời quý vị khách hàng đã mua Rosada có thể cùng kết nối với nhau để thành lập một cộng đồng cư dân đầu tiên ngay tại Mì Hồng Scandal Phú Quốc rồi, phải không ạ? Thưa quý vị, và để có một cái nhìn rõ nét và trực quan cũng như sinh động về những tuyến phố hiện đại và sầm uất, những cửa hàng kinh doanh độc đáo có những điểm nhấn đặc biệt
và có thể linh hoạt vừa kinh doanh vừa để ở. Ngay sau đây thì trân trọng kính mời tất cả quý vị khách quý sẽ cùng tham quan nhà mẫu của chúng tôi theo mô hình kinh doanh ở mặt cà phê qua phần giới thiệu của ông Bùi Đức Anh, giám đốc kinh doanh của dự án. Quý vị khách hàng có thể tham khảo để sau khi nhận bàn giao, chúng ta sẽ có một mô hình xây dựng kinh doanh vô cùng phù hợp của riêng mình. Vâng, thưa quý vị, và như đã hứa ở số trước, thì trong số này chúng ta sẽ cùng đi tham quan nhà mẫu của dự án May Home Capital Phú Quốc. Và cùng đồng hành với tất cả chúng ta ngày hôm nay không ai khác, đó chính là anh Bùi Đức Anh, giám đốc kinh doanh của dự án. Xin kính chào Vân Anh, xin kính chào tất cả các quý vị khách hàng và các quý nhà đầu tư. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình tham quan nhà mẫu đại đô thị May Home Capital Phú Quốc. Vâng ạ, kính thưa anh, thì sau một tuần anh em mình gặp lại thì không biết là ngày hôm nay chúng ta sẽ có những trải nghiệm gì, những khám phá gì ở tại căn nhà mẫu của dự án mình đây ạ? Hôm nay thời tiết khá là đẹp và cũng là một ngày để chúng ta cho khách hàng trải nghiệm tất cả những cái bố trí công năng của căn nhà mẫu cũng như là nội thất bên trong của một căn nhà mẫu mà bên chủ tư đã làm để cung cấp cho khách hàng tham khảo. Và chút xíu nữa chúng ta sẽ vào bên trong để chúng ta sẽ cùng xem chúng ta có gì bên trong nhà mẫu nhé. Như em thấy thì ở phía trước đây của chúng ta có rất là nhiều cây xanh. Thì anh cho em hỏi đây có phải là cây cọ Malaysia không? Chính xác đấy. Dạ vâng ạ. Và như em quan sát thấy thì ở bên ngoài đây thì chúng ta thiết kế rất là bắt mắt với những ô cửa sổ, với những sắc màu rất là đặc biệt, rất là riêng biệt, tạo nên một cảm giác rất là phong phú về màu sắc này, một cảm giác rất là năng động và tuyệt vời. Cũng chia sẻ với anh và tất cả các quý nhà đầu tư và khách hàng như này, tức là cảm hứng thiết kế của dự án đó là thành phố đảo nhiệt đới đa sắc màu, cho nên Vân Anh thấy là có rất nhiều các cái ô cửa có những màu sắc khác nhau. Và hiện tại chúng ta đang đứng tại một căn nhà mẫu mang mã số là RB26. Và căn nhà mẫu này thì đó là căn Shophouse Diamond. Chúng ta phía trước chúng ta có mặt tiền 36m và toàn bộ các cái phần vỉa hè trước đây chúng ta rộng 6m, rất là rộng rãi. Chúng ta đều được lát đá tự nhiên Granite của Bình Định mang tiêu chuẩn cao cấp. Và các loại đá này có màu xanh tự nhiên và nó được sử dụng trong các công trình lớn của nhà nước cũng như là một số các cái thành phố lớn ở tại Việt Nam chúng ta. Và thêm nữa rằng cái căn Shophouse Diamond này thì nó có diện tích là 271m2 và tổng diện tích xây dựng là 558,69. Chút xíu nữa chúng ta sẽ xem bố trí công năng trong các cái căn như thế nào. Và sau đây xin mời Vân Anh cùng với tất cả các quý vị khách hàng, các quý nhà đầu tư chúng ta hãy cùng vào tham quan để xem cách bố trí bên trong nhà mẫu nhé. Dạ, vâng. Xin kính mời. Xin mời em. Về những cái thiết kế, những cây xanh, tất cả mọi thứ đều có một cái sự hài hòa nhất định. Thì không biết là bây giờ anh có thể chia sẻ thêm nhiều hơn nữa về nhà mẫu của May Home Capital Quốc mình được không ạ? Vân Anh cũng thấy là khai thác thế mạnh của một ngôi nhà có đến 3 mặt tiền. Cho nên là tập đoàn Tấn Đại Thành khi thiết kế cái căn nhà mẫu này cũng đã làm những tấm kính phun tường, hay còn gọi là những cái tấm kính cổ lớn. Nó giúp cho không gian hết sức là rộng rãi và đón được không khí từ bên ngoài và mở rộng tầm view để kinh doanh. Thêm nữa là có những điểm hết sức đặc biệt trong từng căn nhà của mình. Chúng ta có thể thấy là tầng 1 hay là người miền Nam ấy, chúng ta hay gọi là tầng trệt. Đấy, thiết kế rất là rộng, khoáng đạt và không có vách ngăn luôn. Nó giúp mang lại cái hiệu quả kinh doanh tối đa để không gian thoáng rộng, nó giúp cho gia chủ thỏa sức sáng tạo để bố trí các cái ngôi nhà của mình thêm sinh động. Thì Vân Anh cũng thấy là độ cao trần của dự án May Home bên Anh cũng là một điểm hết sức đặc biệt. Nó cao đến 4,2m. Nó rất là cao và thoáng, khoáng đạt. Hiện nay không có bất kỳ khu đô thị nào có thể duy trì được phong cách thiết kế này. Thường họ chỉ làm trên 3 mét thôi. Và chi phí xây dựng sẽ tốn rất nhiều tiền cho bên Anh. Nhưng mà ngược lại thì nó sẽ giúp cho khách hàng có thêm sự sang trọng trong chính ngôi nhà của mình. Và ngoài việc
tạo ra cái không gian thoáng đãng đấy thì nó sẽ tạo tiền đề cho chủ nhân hoàn thiện cái căn nhà, nó có thêm nhiều sự lựa chọn. Họ sẽ lên thạch cao từ 1 đến 2 lớp kinh doanh để sẽ tạo nên những không gian sang trọng và bố trí. Em có thấy coi như là cái đèn trần này, rồi những cái tấm kính tường khổ lớn hoặc là những hệ thống đèn hết sức là sang trọng. Và tiếp theo xin mời Vân Anh là chúng ta sẽ thấy là các cái vị trí quầy bar, khu vực ngồi của khách hàng, các cái hệ thống đèn, những cái bức tranh và gương, các loại cây nhiệt đới trong nhà cũng được bố trí hết sức là phù hợp. Bên anh sử dụng trang thiết bị vệ sinh Kohler là danh tiếng hàng đầu trên thế giới, để thấy được sự tỉ mỉ và chăm chút của chính chủ tư bên anh dành cho tất cả khách hàng. Đây có thể làm ví dụ, bên anh có thể xem chiếc bàn này được làm theo phong cách nội thất nhựa thủy tinh trong suốt tiên tiến nhất trên thế giới nhé. Đấy, nó là sự kết hợp của gỗ này, đá và keo pha với màu xanh ngọc vô cùng độc đáo. Công nghệ này có ưu thế rất lớn, nó sẽ tạo nên những sản phẩm độc bản bởi nó làm ra từ sự hình dung của chính gia chủ luôn. Vật liệu tạo ra nó thì nó có thể từ vật liệu tự nhiên hay là những kỷ vật hoặc là của gia chủ hoặc người thân hay bất cứ thứ gì khác. Và màu sắc cũng vậy, những cái màu này nó có hơn 1 triệu, em có thể chọn màu nào cũng được, nhưng mà nó có độ bền rất cao và không cong vênh và với mọi điều kiện khí hậu đấy, khách hàng không cần lo lắng, sử dụng cái này rất là bền, rất là tốt. Em có thể nhìn thấy cái bức tường trước mặt nó giống như là một cái đại dương rất là rộng lớn với những con sóng dập dìu. Trước đây cái việc tạo ra bức tường này nó rất khó, nhưng mà với công nghệ như hiện nay, công nghệ sử dụng nhựa thủy tinh trong suốt, nó đang hiện diện chính trong căn phòng của nhà mẫu của đại đô thị Mayhome Capital Phú Quốc. Em cứ chiêm ngưỡng toàn bộ trong những căn nhà. Tôi cũng bố trí khá là phù hợp với những công năng để phục vụ cho một quán cà phê sang chảnh và có thể là điểm check-in sau này cho tất cả cư dân hoặc những cái bạn, những khách hàng tới tham quan hoặc là những cái bạn sale có thể tư vấn cho khách hàng của mình. Và chính những khách hàng đấy có thể sử dụng chính những cái mẫu thiết kế này cho chính ngôi nhà của mình để vừa ở vừa kinh doanh. Sau đây chúng ta sẽ cùng đi lên trên tầng trên để chúng ta xem các cái bố trí khác. Xin mời em. Xin mời Vân Anh cùng với tất cả quý vị khách hàng, quý nhà đầu tư, chúng ta sẽ cùng lên trên các cái tầng ở phía trên để xem cách bố trí công năng của từng phòng như thế nào nhé. Dạ vâng. Xin mời em. Em có thể thấy là ngay cả cái đá bậc thang này bên anh cũng rất là tỉ mỉ và chăm chút, và các cái nguyên liệu này đều nhập đá từ Ý về rất là sang trọng. Nó giúp cho tạo một cái không gian rất là thoải mái và đặc biệt chất lượng cực kỳ cao cấp. Dạ vâng ạ, thì thông thường á, thì em thấy là họ hay nhìn vào vẻ bề ngoài để đánh giá một dự án, một căn nhà có hiện đại, có đẹp hay không. Nhưng mà theo em thấy thì chủ đầu tư ở đây rất là tinh tế khi mà chu đáo và tỉ mỉ từ trong ra tới ngoài luôn, rất là tuyệt vời ạ. Sẽ còn rất nhiều điều bất ngờ trên chính những bố trí của những cái căn phòng ngủ hoặc là rất nhiều cái công năng khác thì nay chúng ta sẽ thấy. Dạ vâng. Mời em. Xin chào đón Vân Anh cùng với tất cả quý nhà đầu tư và tất cả các quý vị khách hàng, chúng ta lại được trải nghiệm một cái không gian kinh doanh cà phê ở trên tầng 1 giống như không gian bố trí ở tại tầng trệt của chúng ta. Tuy nhiên thì cái không gian trên này thì nó sang trọng hơn một chút xíu để nó giúp cho có những cái khoảnh khắc nghỉ ngơi rất là tuyệt vời. Sau đây xin mời Vân Anh chúng ta hãy cùng tham khảo cái cách bố trí của cái không gian phía trên tầng 1 này nhé. Dạ vâng ạ. Bên trái chúng ta là những cái gương, rồi là hệ thống đèn. Đây là cái mà nãy anh đã giới thiệu dưới tầng trệt, cực kỳ bền. Đây là không gian để cho chúng ta vệ sinh. Và chúng anh cũng sử dụng các cái trang thiết bị vệ sinh hiện đại nhất, thương hiệu Kohler. Đây là các cái không gian mà bố trí quầy cà phê để cho khách hàng kinh doanh. Tôi anh tối đa hóa nhất có thể các cái bàn để bố trí làm sao tốt nhất, bố trí được nhiều người uống cà phê nhất trong cái khán phòng này. Và đây cũng là cái không gian mà một cái nơi gọi là cái chỗ check-in cho khách hàng và cư dân. Đấy. Xin mời Vân Anh cùng với tất cả quý vị khách hàng chúng ta hãy lên trên tầng 3 và tầng 4 để xem cách bố trí cho một không gian phòng ngủ của chủ nhà như thế nào nhé. Dạ vâng. Xin mời. Vâng, và ngay bây giờ thì mình đã đặt chân lên đến nơi sinh sống đúng không ạ? Nơi ở của các cư dân cũng như là gia chủ sau này. Thì không biết là anh có thể chia sẻ thêm về những không gian như là phòng khách, bếp hay là phòng ngủ, nơi
sinh sống, nơi ở của các cư dân được không ạ? Rất là sẵn lòng. Tầng 3 sẽ là không gian sống của gia chủ. Em có thấy là phòng khách, phòng ăn và bếp rất là thoáng rộng. Bàn ghế phòng khách hiện đại, làm ra sang trọng để giúp cho chủ nhà để thư thái. Bàn ăn phía bên kia chúng ta có phục vụ cho 8 người. Quầy bar thì được bố trí thấp hơn chứ không cao như là các thiết kế cũ. Và thiết kế đặc biệt này nó giúp cho quầy bar trở thành một cái không gian sinh hoạt nhỏ trong gia đình, nơi cha mẹ có thể dạy con cái nấu ăn hoặc có thể biến nó thành một cái bàn ăn nhỏ. Đấy. Phòng bếp thì hết sức là rộng rãi, bố trí đầy đủ. Và tí nữa chúng ta sẽ lên trên để chúng ta xem bố trí 3 phòng ngủ như thế nào trong các cái phòng ngủ nhé. Còn không gian này thì em cứ xem là đây là nơi sinh hoạt của đại gia đình, quây quần với nhau sau những buổi làm việc hết sức mệt mỏi, hoặc là trong những cái không gian cuối tuần để quây quần bên nhau. Xin mời em cùng với lại tất cả quý vị khách hàng và chúng ta sẽ lên trên để chúng ta xem. Xin mời. Xin mời. Xin mời Vân Anh cùng với lại tất cả quý vị khách hàng của nhà đầu tư, chúng ta hãy cùng tham quan cách bố trí của các cái phòng ngủ của một căn hộ mẫu đại đô thị Mây Hôm Capital Phú Quốc. Xin mời. Không gian trong này của chúng ta là không gian để cho phòng tắm với những bồn tắm và các cái không gian bố trí của các cái tủ để đồ rất là đẹp và sang trọng. Đây là một cái căn mà đã được bố trí sẵn để sau này cư dân chúng ta có thể sử dụng các cái mẫu này, chúng ta làm cho chính căn nhà của mình luôn. Đấy. Và trong cái phòng này thì chúng ta cũng có một cái không gian dành cho cái nơi làm việc cho chủ nhân tương lai của chúng ta. Phía sau là những cái nơi để chúng ta có thể để tranh ảnh bằng khen hay là tất cả những cái gì đấy của gia chủ. Đấy. Sau đây thì chúng ta sẽ qua hai cái phòng bên kia để chúng ta xem cách bố trí của các cái phòng như thế nào. Dạ. Rồi, xin mời em. Anh Đức Anh thân mến, khi mà đặt chân lên tới tầng thượng này thì em hết sức là bất ngờ. Thật sự là rất bất ngờ luôn ạ. Vì em không thể nghĩ được và cũng không thể hình dung ra được là ở trên này lại làm một cái mô hình như là một cái sky bar vậy, rất là tuyệt vời. Nếu mà để nói mà dành cho những cái buổi gia đình ngồi họp mặt cuối tuần thì còn gì tuyệt vời hơn nữa đúng không anh? Đúng rồi, không gian tầng thượng của ngôi nhà nơi đây sẽ là một cái nơi có view rất là đẹp. Nếu mà anh nói là cái view tầm view chủ đô thì có vẻ nó hơi quá một tí, nhưng thực tế là như vậy luôn. Vì bên phải là biển bãi trường và bên trái là bãi sao cả Vịnh Đầm. Vân Anh cứ nhìn xung quanh thì Vân Anh thấy là có 3 dãy núi: núi Radha, núi Vô Hương và núi Kiên Văn. Hồi nãy anh đã chia sẻ bên dưới. Đúng là góc nhìn triệu view luôn. Đây là nơi duy nhất ở Phú Quốc có thể ngắm được hoàng hôn và bình minh ở tại Phú Quốc. Mỗi ngày thì khách hàng và cư dân có thể nhìn thấy được nhìn thấy mặt trời nhô lên trên biển và lặn xuống biển luôn. Chưa hết nhá, buổi tối là tất cả những khách hàng người ta có thể nhìn thấy một tầm view panorama toàn cảnh Phú Quốc không ngủ về đêm, toàn cảnh một đại đô thị căng tràn sức sống. Đây chính là yếu tố độc tôn mà không phải là có dự án nào ở Phú Quốc cũng có thể có được. Đấy, tầng thượng này sẽ mang lại những cái phút giây nghỉ ngơi hết sức vô giá cho gia chủ. Em cứ xem ở đây là cái quầy bar sẽ là nơi mà sau này các cái gia đình sẽ quây quần với nhau ở đây để cùng ngắm các cái view tuyệt đẹp như này. Sau đây xin mời em, chúng ta sẽ cùng ra ngoài để chúng ta xem các tầng view nhỉ? Dạ vâng ạ. Đây, xin mời. Đó, tầm view 360 độ. Dạ vâng ạ. Ở góc độ này, vị trí này thì em có thể quan sát và nhìn thấy được ở dưới kia công trường đang thi công rất là nhộn nhịp luôn ạ. Vân Anh có thể thấy là bên chủ đầu tư sẽ bàn giao cho toàn bộ khách hàng vào cuối năm nay để biến nó trở thành một khu đô thị sống nhất ở tại Phú Quốc. Mình sẽ bàn giao trước tiến độ cho toàn bộ khách hàng. Dạ vâng ạ, tuyệt vời. Đấy, em cứ ngắm toàn bộ các khung cảnh rất là đẹp. Rồi, xin mời em vào đây.
Ôi may quá, hôm nay lại gặp anh chỉ huy trưởng của nhà thầu DB Lớt, là cái người trực tiếp thi công của các cái hạng mục nhà mẫu đại đô thị Mayhome Capital Phú Quốc. Không biết là em có muốn trao đổi thêm các thông tin gì liên quan đến cái nhà mẫu này với anh không? Dạ tất nhiên rồi ạ. Xin mời em. Vâng ạ, xin chào anh. Chào em. Rất vui khi được gặp anh ở đây. Và nãy giờ thì em cũng như là anh Đức Anh đã có một vòng tham quan nhà mẫu của đại đô thị Mayhome Capital Phú Quốc. Thì không biết là anh có thể chia sẻ thêm về công tác thi công tại căn nhà này được không ạ? Thì trong quá trình mình nhận dự án bên DB Plus nhận dự án này thì cũng có những cái sự nỗ lực của từ phòng thiết kế để đưa ra những giải pháp thiết kế và mới nhất và hiện đại nhất để cho đạt được một công trình như hiện tại. Đồng thời đó thì bên bộ phận thi công có kết hợp cùng bên ban quản lý dự án và bên tư vấn giám sát Atelier và đưa ra để bàn bạc và đưa ra những cái biện pháp thi công tốt nhất, từ quản lý từ những cái chi tiết nhỏ nhất đến vấn đề tổng thể để đạt được như thiết kế ban đầu mong muốn. Và cũng sau 60 năm ngày thi công thì DB Plus cũng đã cố gắng nỗ lực hết mình để đưa đến sản phẩm về đích. Và đây là những cái sản phẩm hiện tại các bạn đang nhìn. Đó. Chẳng hạn như vấn đề gạch 3D. Đó. Bên mình cũng thi công để làm sao đạt được những cái gì mà các bạn đang nhìn thấy. Hay như những cái mái vòm một tròn rất đều, phẳng. Đó. Đấy. Cũng như là cái kết hợp giữa kính Elox và sơn hiệu ứng. Đó. Mình đã cũng đưa ra những biện pháp làm sao cho tốt nhất và đem đến mong muốn là hài lòng nhất cho khách hàng. Khách hàng được hưởng những cái gì chất lượng nhất. Đây là sự chủ trương của bên công ty DB Plus, cũng mong là đưa được những cái gì tốt nhất đến cho khách hàng, mong được sự hài lòng của khách hàng. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn anh rất nhiều. Một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh. Xin cảm ơn. Vậy là chúng ta vừa mới hoàn thành trải nghiệm tham quan nhà mẫu của đại đô thị Mayhome Capital Phú Quốc phải không anh? Và lúc nãy thì em có nghe anh nhắc tới hệ sinh thái kép đại đô thị, thì không biết là bây giờ anh có thể chia sẻ thêm về hệ sinh thái này được không ạ? Rất sẵn lòng. Hệ sinh thái kép đô thị được cấu thành bởi hai khía cạnh. Thứ nhất đó là các yếu tố để tạo nên một nền tảng đô thị như là quy hoạch này, cơ sở hạ tầng, tổ chức giao thông, kiến trúc và hệ thống tiện ích. Thứ hai nữa là giá trị sống tinh khiết trong từng ngôi nhà. Bởi một đô thị thịnh vượng chỉ có thể được kiến tạo những giá trị bền vững, mà ở đó mỗi cư dân của chúng ta đều được tận hưởng những sự trong lành, khỏe mạnh và xuyên suốt hoạt động sống. Cụ thể đó chính là bộ sản phẩm Eco Home do chính Tân Á Đại Thành đầu tư và phát triển. Mayhome Capital Phú Quốc chắc chắn sẽ là một không gian đang sống để thỏa mãn một giấc mơ an cư tại thiên đường nghỉ dưỡng ở Phú Quốc. Vậy là Mayhome Capital Phú Quốc có phải là một đại đô thị đầu tiên tại Phú Quốc cũng như là tại Việt Nam áp dụng hệ sinh thái này không ạ? Đúng vậy, tất cả những khách hàng sở hữu một ngôi nhà tại đây sẽ là cư dân đầu tiên được tận hưởng những giá trị này. Cùng với những giá trị ban thể của dự án, khách hàng sở hữu nhà tại đây sẽ có được chốn an cư cao cấp tại thiên đường nghỉ dưỡng, nơi ở như khách sạn 5 sao hoặc là nơi kinh doanh lý tưởng tại trung tâm lõi của thành phố mới, nơi sẽ như quận 1 tại Hồ Chí Minh này, hay là khu đô thị Phí Miêng như hiện tại. Do vậy, chủ nhân của những căn nhà tại Mayhome Capital Phú Quốc chính là những người có tầm nhìn dài hạn, đặc biệt là mỗi ngôi nhà tại đây đều được cấp sổ đỏ sở hữu lâu dài, nên sẽ trở thành một gia sản truyền đời qua nhiều thế hệ, cùng tiềm năng tăng giá cực cao mà chỉ có tại Mayhome Capital Phú Quốc. Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của anh. Kính thưa quý vị khách hàng và nhà đầu tư, vậy là hôm nay chúng ta đã được trải nghiệm nhà mẫu của dự án Mayhome Capital Phú Quốc. Biết hệ giá trị kép mà Tân Á Đại Thành đã dày công kiến tạo và áp dụng vào đô thị, cũng như là hiểu hơn về giá trị mà khách hàng sẽ nhận được khi đầu tư vào Mayhome Capital Phú Quốc. Chúng ta sẽ trở lại với số sau, với chuyên đề phân khu Olive. Và chắc chắn đây sẽ là chuyên đề mà quý khách hàng và nhà đầu tư đang rất quan tâm. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin được kính chào và hẹn gặp lại.
Kính thưa quý vị, qua phần giới thiệu giàu cảm xúc của ông Bùi Đức Anh, giám đốc kinh doanh của dự án My Home Skill Phú Quốc, thì chắc hẳn là quý vị khách hàng đã có những hình dung ban đầu về cuộc sống nhộn nhịp tại dự án sau này, cũng như là những hiểu biết ban đầu về hệ sinh thái kép đô thị của Tân Á Đại Thành chúng tôi đang xây dựng tại đây. Vậy thì hệ sinh thái kép đô thị là gì? Thưa quý vị, hệ sinh thái kép đô thị do tập đoàn Tân Á Đại Thành nghiên cứu và phát triển bao gồm 4 hệ giá trị. Chúng ta có quy hoạch, giá trị sống, vận hành quốc tế và bộ giải pháp tổng thể cho ngôi nhà Eco Home được quy hoạch bởi Jack Horst, và dự án có chung về tầm nhìn phát triển với tương lai của thành phố Phú Quốc. Đại đô thị sẽ là trung tâm hành chính, kinh tế và văn hóa mới của thành phố đảo với đầy đủ những hạ tầng xã hội. Quy hoạch tiên tiến không chỉ đảm bảo đó là hàng trăm năm sau cũng không bị lỗi thời, mà quy hoạch này còn chính là xương sống dành cho sự phát triển của cả khu vực Nam đảo Phú Quốc. Đại đô thị có đầy đủ tiện ích cho một cuộc sống phồn vinh, cùng với đó chính là không gian sống, là nơi an cư, là không gian làm việc, các tháp tài chính, văn phòng, những cơ sở hành chính công, các hệ thống trường học liên cấp hay là cơ sở y tế. Và quý cư dân tại đây sẽ được chăm chút cho từng bước đi, từng hơi thở thông qua hệ thống tiện ích đa dạng và cực kỳ hiện đại. Cùng với đó chính là mật độ phủ xanh lớn, bao gồm chuỗi công viên và hồ cảnh quan. Có thể nói đó là không chỉ được trang bị hệ thống tiện ích hiện đại, mà dự án còn được vận hành bởi CBRE để làm thương hiệu uy tín quốc tế. Và đặc biệt đó là hệ sinh thái ngôi nhà Eco Home sẽ mang lại cho cư dân một cuộc sống sinh thái và tiện nghi, như là nguồn điện mặt trời, như là nước sạch tinh khiết, cho phép uống trực tiếp ngay tại vòi, cùng với hệ thống thiết bị cao cấp theo tiêu chuẩn của châu Âu. Thưa quý vị, và để quý vị hiểu hơn nữa về giá trị sống tinh khiết của đại đô thị, ngay bây giờ thì sẽ được mời phần trình bày tiếp theo đến từ ông Seong Eun, là giám đốc trung tâm nghiên cứu phát triển đô thị thông minh của tập đoàn Tân Á Đại Thành. Bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ đến tất cả quý vị những thông tin về hệ sinh thái đô thị thông minh của My Homes Capital Phú Quốc ra sao. 자세한 내용 설명에 앞서 귀빈 여러분께 먼저 몇 가지 말씀드리고자 하는 게 있습니다. 저희 따나다라탄 그룹의 건설 철학은 과연 무엇일까요? 저희는 자연과 사람이 어우러져 생태계를 구축하고 지속 발전 가능한 도시를 건설하는 것입니다. Và trước tiên thì tôi xin được chia sẻ thêm về chúng tôi, về tập đoàn Tân Á Đại Thành. Chúng tôi có những triết lý về việc xây dựng, và một trong số đó chính là xây dựng nên một hệ sinh thái đô thị, nơi mà con người được sống hài hòa với thiên nhiên và tạo ra một thành phố bền vững. 그렇다면 도시의 지속 발전을 가능하게 하는 이런 스마트 얼번 에코시스템에는 어떤 것들이 있을까요? Vậy thì đâu là những yếu tố để tạo ra được một hệ sinh thái đô thị thông minh và bền vững nhất? 보안과 의료, 이동성, 환경, 에너지, 그리고 거버넌스 등 다양한 기능들이 서로 유기적으로 연결되어 도시를 보다 스마트하고 편리하게 만들어 줍니다. Anh Hưng có chia sẻ đó là về cái chức năng như là an toàn, sức khỏe, việc cư dân di chuyển như thế nào, và môi trường tại khu đô thị, hay là về năng lượng, quản trị, và những chức năng này phải được kết nối chặt chẽ với nhau và được hỗ trợ kết nối bằng sự khoa học để tạo nên một thành phố thông minh và thuận tiện, tiện lợi dành cho cư dân. 마지막으로 이러한 기능들을 더욱 스마트하게 만드는 것은 무엇일까요? Vậy thì điều gì sẽ làm cho những đặc điểm này kết nối với nhau và trở nên thông minh hơn, more intelligent? 바로 사람 여러분들입니다. 저희는 앞서 말씀드린 도시 건설 철학을 바탕으로 각 요소 요소에 스마트한 기능을 접목시켜 사람에 의해 보다 스마트한 생활을 누리는 도시를 건설할 것입니다. Và câu trả lời do việc là khiến thành phố trở nên thông minh hơn đó là con người. Con người là những cư dân ở trong khu đô thị My Home Phú Quốc. Vậy thì chúng tôi sẽ xây dựng một nơi mà con người có thể tận hưởng một cuộc sống thông minh hơn bằng cách là tích hợp tất cả những chức năng thông minh có thể trong mỗi nhân tố để cấu thành nên My Home Phú Quốc, đại đô thị này. 오늘의 주인공이죠. My Home Capital 후쿠오카에 대해 다시 한번 간략히 설명해 드리도록 하겠습니다.
Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với nhân vật chính ngày hôm nay, đó là Mayhome siêu thị Phú Quốc đại đô thị. 여러분도 잘 아시다시피 메이홈스 캐피탈 푸꺽은 28년에 성공적인 사업 발전과 국가 브랜드로 도약한 따나다이탄 그룹에 의해 개발이 진행되고 있습니다. Chắc là quý vị cũng đã biết đó là tập đoàn Tân Á Đại Thành một thương hiệu quốc gia, chúng tôi đã trải qua 28 năm phát triển kinh doanh vô cùng thành công. 300 hectare 규모로 진행되는 본 프로젝트는 사진과 보시는과 같이 크게 네 개의 프로젝트로 나뉘어 개발이 진행될 계획입니다. Four factor. Đó là dự án đại đô thị My Home được phát triển với quy mô đó là 300 hectare. Và sẽ được thực hiện tổng số đó là 4 dự án riêng lẻ như là trên hình quý vị sẽ thấy. 먼저 본 프로젝트는 300 헥타르에 이르는 방대한 규모를 바탕으로 푸꺼 공항으로부터 약 15분 거리에 있는 안터이를 중심으로 개발 예정에 있습니다. Trước tiên đó là dự án của chúng ta thì phát triển xung quanh khu vực An Thới và cách sân bay quốc tế Phú Quốc chỉ khoảng 15 phút với mặt bằng rộng là 300 hectare, xin được nhắc lại một lần nữa. 섬의 남북을 연결하는 두 개의 간선도로 외에도 저희는 공공 인프라에 투자를 계획하고 있으며 프로젝트가 마무리되면 동서 해안을 연결하는 새로운 도로도 갖게 될 것입니다. Thực sự đó là ngoài hai tuyến đường huyết mạch đó là nối Bắc và Nam đảo thì chúng tôi đang đầu tư rất nhiều những hạng mục đa dạng khác nhau, và khi dự án được hoàn thành đó, thì chúng ta sẽ có một con đường để nối liền bờ biển từ đông sang tây của đảo. 총 3개의 복합 주거단지에는 풍부한 녹지 및 주민 편의시설을 충분히 갖추어 여러분들에게 보다 편리한 생활을 누리도록 할 것입니다. Vậy thì mặc định là chúng ta sẽ có 3 tổ hợp dân cư để tạo nên một không gian sống với rất nhiều những không gian xanh và những tiện ích để phục vụ dành cho 3 tổ hợp dân cư này. 오피스, 금융, 쇼핑, 센터 및 관공서를 유치하여 Phú Quốc의 신중심으로서 자족 기능을 갖춘 도시로 발전시킬 것입니다. Và từ những tiền đề này thì đại đô thị My Home siêu đô Phú Quốc sẽ xuất hiện, đó là những tòa nhà văn phòng, các trung tâm tài chính và cả những cơ quan hành chính. Từ đó sẽ phát triển ra một thành phố sẽ được gọi là thành phố tự cung tự cấp, như là một trung tâm mới của Phú Quốc. 이를 위해 저희 스마트 시티 연구소에서는 대우건설, LG 등의 글로벌 기업 외에도 해외 유수 스마트 연구하고 협력을 통해 최상의 스마트 에코시티를 바로 이곳에 건설할 것입니다. Vì vậy để đạt được những mục đích này thì chúng ta phải kết hợp với những đối tác hàng đầu, và hiện tại thì trên màn hình như quý vị cũng đã thấy, chúng tôi đã có sự kết hợp và thỏa thuận với những công ty đạt năng lực toàn thế giới như là Daewoo E&C hay là tập đoàn LG của Hàn Quốc. 저희 프로젝트의 다양한 편의 시설을 통해 주민들은 삶의 질을 향상시키고 다양한 보안 시스템을 통해 보다 안전하고 쾌적한 환경에서 여러분들은 생활을 하실 수 있습니다. Vậy thì cư dân sẽ có gì ở đây? Đó là những tiện ích phong phú cùng với lại việc nâng cao chất lượng sống của cư dân và hệ thống an ninh vô cùng đa dạng để góp phần nên tạo nên một môi trường sống an toàn nhất có thể. 24시간 운영되는 보안 센터를 통해 최상의 보안을 유지하고 긴급 상황 발생 시 구조대 및 병원과 연계하여 빠른 수준의 응급처치가 진행될 것입니다. Và tại My Home siêu đô Phú Quốc, như anh Ơn có chia sẻ, đó là sẽ có là một trung tâm an ninh. Trung tâm này sẽ hoạt động 24/24, và trong trường hợp khẩn cấp nhất, hệ thống an ninh này sẽ kết nối ngay với lại các đội cứu hộ tại khu vực địa phương hay là bệnh viện, nhằm đảm bảo mức độ phản ứng và xử lý sự cố một cách nhanh nhất có thể dành cho cư dân. 거주민 및 방문자들은 편의시설 및 교통, 기상 등의 정보를 실시간으로 확인하실 수 있으며, 이러한 정보 확인은 물론 편의시설의 예약은 스마트폰 어플리케이션 통해서 하실 수 있습니다. Chúng ta sẽ có đó là cư dân, chúng ta sẽ có đó là du khách, người du lịch, và chúng ta sẽ có đó là chủ nhân của các bất động sản tại đây. Thì tất cả chúng ta đều có thể kiểm tra các thông tin như là tiện ích, giao thông hay là thời tiết tức thời, và có thể kiểm tra cũng như là đặt chỗ dành cho những tiện ích trong khu đô thị My Home khu đô Phú Quốc thông qua smartphone, thông qua điện thoại di động của quý vị. 또한 저희 프로젝트의 거주민들은 스마트 교통 시스템을 통해 친환경의 대중교통을 쉽게 이용할 수 있으며 24시간 보안센터를 통해 실시간 교통 정보를 쉽게 얻으실 수 있습니다.
Smart Mobility đó là chúng tôi đang giải quyết những vấn đề về giao thông trong các khu đô thị lớn bằng cách là chúng ta sẽ có hệ thống giao thông thông minh cũng như là các phương tiện giao thông công cộng, và các cư dân có thể tiếp cận những thông tin, những tuyến đường bất cứ lúc nào cũng thông qua điện thoại di động của quý vị mà thôi. 도시개발 계획에 맞춰 고정 노선으로 이동하는 전기버스, 트램 등의 대중교통 시스템을 구축할 것이며 친환경 도시, 친환경 도시를 위한 공공자전거 대여 시스템 또한 도입할 계획에 있습니다. E-bike, electric bike. Vì thế mà chúng tôi sẽ phải phát triển những hệ thống giao thông công cộng như là xe buýt hay là xe điện và được chạy trên những tuyến cố định trước tiên sẽ được hình thành. Và thêm nữa chúng tôi sẽ có hệ thống cho thuê xe đạp điện công cộng tại dự án này để bảo vệ môi trường, e-bike. 북극 섬의 특별한 천연 생태계를 보존하는 도시를 건설하기 위해 저희는 공공장소민 복합시설 등의 발전 설비를 설치하고 친환경 에너지 자금률을 높이는 데 앞장설 것입니다. Một thành phố thông minh có thể hỗ trợ nhiều hơn trong việc góp phần bảo vệ thiên nhiên tại Phú Quốc. Vì vậy chúng tôi sẽ lắp đặt thêm hệ thống các tiện ích, và những tiện ích này sẽ sử dụng đó là nguồn điện năng lượng từ mặt trời cũng như là những tiện ích công cộng hay là tổ hợp tiện ích để nâng cao hệ số sử dụng năng lượng đến từ tự nhiên cao nhất có thể dành cho Phú Quốc. 또한 스마트 워터 시스템을 도입하여 프로젝트 내 주요 시설에 RO 워터 스테이션을 설치하여 여러분의 식수 접근성을 높일 것입니다. Và thế mạnh của Tân Á Đại Thành chúng tôi đó chính là nguồn nước, thì chúng tôi sẽ có hệ thống cấp nước thông minh và cư dân và khách du lịch cũng có thể sử dụng nước ngay tại vòi, nước sạch ngay tại vòi tại các địa điểm công cộng tiện ích chính. Và tại mỗi căn hộ thì chúng tôi sẽ lắp đặt hệ thống lọc đầu nguồn để cung cấp nước cả đầu vào và đầu ra với chất lượng tốt nhất. Và có cả hệ thống recycle water, hệ thống xử lý nước thải thông minh được giới thiệu để bảo vệ môi trường và đảm bảo về đầu ra của nguồn nước. 스마트 에코시티를 만들기 위해 충분한 녹지 공간을 조성할 것이며 푸꺽섬의 독특한 자연 생태계와 조화를 이루는 친환경 도시를 만들겠습니다. Như quý vị đã thấy là chúng tôi đã cố gắng có thể tạo ra nhiều mảng không gian xanh nhất để tạo ra một thành phố smart green, đó là không gian xanh và thông minh, thân thiện với môi trường ạ. 8개의 대형 공원 및 2개의 공원을 통해 거주민들의 녹지 접근성을 향상시키고 자연 친화적인 조경과 스마트 배수 시스템을 통해 우기에도 빠른 배수가 이루어지며 거주민들의 쾌적한 삶을 누릴 수 있습니다. Tại Mỹ Homes khu đô thị Phú Quốc sẽ có đó là 8 công viên lớn cộng với đó là 2 hồ điều hòa để tăng khả năng tiếp cận với những khoảng không gian xanh dành cho cư dân sinh sống, và đặc biệt với những tiện ích này đều sở hữu những tiện ích thông minh hỗ trợ để giúp cho xử lý việc tiêu nước hay là thoát nước một cách nhanh chóng nhất, và thậm chí trong mùa mưa cũng đảm bảo. 또한 24시간 보안 센터를 통해 주민들은 자연재해 정보를 사전에 받을 수 있습니다. 바로 이 모바일 폰으로 말입니다. Và một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại đó là với trung tâm an ninh 24/24 thì các cư dân sẽ được thông báo ngay những khả năng xảy ra những thảm họa thiên nhiên nếu có một cách nhanh chóng và kịp thời, và tất cả đều được thông báo tiếp tục đến với smartphone, đến với điện thoại di động hay là các thiết bị điện tử của quý vị. 앞서 말씀드린 기능 외에도 저희 따나다이탄 그룹은 지속적인 글로벌 리딩 업체들과의 협업을 통해 최신의 기술을 도입하고 여러분들이 보다 만족스럽고 편의를 최대화하는 도시를 만들도록 하겠습니다. Với giá trị của Smart Life và Smart Value thì tập đoàn Tân Á Đại Thành chúng tôi sẽ đảm bảo để kết nối với các tập đoàn hàng đầu trên thế giới để mang lại một cuộc sống với đầy đủ những tiện ích về thông minh nhất và những giá trị tốt nhất dành cho cư dân trong tương lai. 다시 한번 귀중한 시간 저희와 함께해 주셔서 감사 인사드리며 딴다이탄 그룹이 준비하는 스마트한 에코 라이프를 함께하길 바랍니다. Và một lần nữa xin được cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị tại đây, và quý vị sẽ tận hưởng một cuộc sống sinh thái thông minh được chuẩn bị bởi tập đoàn Tân Á Đại Thành chúng tôi trong tương lai ạ. 감사합니다. Cái câu cuối đó là chúc quý vị thành công, sức khỏe và hạnh phúc. Cảm ơn đó là cảm ơn trong tiếng Hàn Quốc. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, nhân dịp chào mừng lễ Quốc khánh ngày 2 tháng 9 thì chúng tôi thông báo về chính sách quà tặng vô cùng hấp dẫn xin dành cho quý vị khách hàng sẽ mua sản phẩm trong dịp này. Thưa quý vị, thông tin chi tiết sẽ được giới thiệu ngay qua phần trình bày của ông Bùi Đức Anh, là giám đốc kinh doanh của dự án My Home Square Phú Quốc. Xin trân trọng kính mời.
Xin chào tất cả quý vị khách hàng đã có mặt trong buổi live stream số thứ 2 Đầu tư Phú Quốc, đầu tư Mê Hồn ngày hôm nay. Tôi thật sự rất xúc động khi được đứng trên sân khấu này. Với tình hình diễn biến dịch bệnh hết sức phức tạp nhưng chúng tôi vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của quý vị khách hàng. Thay mặt cho chủ tư, tập đoàn Tân Đại Thành chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý vị khách hàng. Và sau đây tôi xin chia sẻ những chính sách hết sức đặc biệt để đáp lại những tình cảm của quý vị khách hàng đã dành cho dự án chúng tôi, để giúp quý vị có thể dễ dàng sở hữu hơn một tổ ấm hay một suất đầu tư sinh lời tại Mê Hồn Capital Phú Quốc. Chúng tôi cũng đã xây dựng các chính sách bán hàng bom tấn nhằm giúp quý vị có thể giảm bớt những gánh nặng về tài chính cũng như là dễ dàng hơn cho việc lựa chọn các sản phẩm của Mê Hồn. Về phần chính sách bán hàng chung, chúng tôi có hai phương án cho quý vị khách hàng lựa chọn. Phương án thứ nhất, sử dụng gói hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng với hai ngân hàng tham gia hỗ trợ chính, đó chính là ngân hàng MB và ngân hàng Vietcombank. Là hai ngân hàng có vốn điều lệ rất lớn trong hệ thống ngân hàng nhà nước Việt Nam với tỷ lệ cho vay và hỗ trợ lãi suất lên đến 70% giá bán. Toàn bộ khoản vay sẽ được miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất lên đến 24 tháng và ân hạn gốc lãi trong vòng 24 tháng. Phương án thứ hai dành cho tất cả quý vị nào không có nhu cầu vay ngân hàng. Toàn bộ suất đầu tư này sẽ được chiết khấu 8% trên tổng giá trị đã bao gồm VAT và trừ trực tiếp vào giá bán đối với khách hàng không có nhu cầu vay ngân hàng. Ngoài ra, chúng tôi vẫn còn thêm các chính sách thanh toán sớm, cụ thể như sau. Đối với khách hàng thanh toán sớm lên đến 50% sẽ được chiết khấu thêm 2%. Và đối với khách hàng thanh toán sớm lên đến 70% sẽ được chiết khấu thêm 4%. Và cuối cùng, khách hàng thanh toán sớm lên đến 95% sẽ được chiết khấu thêm 6%. Ngoài hai chính sách tôi vừa chia sẻ ở trên, thì chúng tôi vẫn còn có thêm các chính sách ưu đãi nữa. Điển hình như tất cả quý vị khách hàng khi đặt cọc sẽ tặng ngay một bộ trang sức kim cương trị giá 100 triệu đồng trừ trực tiếp vào giá bán. Thứ hai là tặng một bộ sản phẩm của tập đoàn Tân Đại Thành chúng tôi trị giá 250 triệu đồng, bao gồm từ pin năng lượng mặt trời, bồn chứa nước, máy ép đóng, vân vân, và được đính kèm trong phụ lục trang thiết bị. Thứ ba, khi mà khách hàng hoặc người thân mua căn nhà thứ hai sẽ được chiết khấu thêm 1% cho căn thứ hai. Và thứ tư, được miễn phí dịch vụ quản lý trong vòng 2 năm kể từ lúc nhận bàn giao nhà. Trên đây là 4 chương trình ưu đãi cơ bản của chủ tư dành cho tất cả quý vị khách hàng. Và đặc biệt hơn nữa, trong tháng ngâu này, chúng tôi tiếp tục cho ra mắt một chương trình ưu đãi đặc biệt khác với tên gọi tháng ngâu mua nhà nhận nhan quà tặng. Chương trình này chỉ áp dụng cho 20 căn đầu tiên quý vị, và tôi xin nhắc lại là chỉ áp dụng cho 20 đầu tiên thôi nhé. Cụ thể có 4 giá trị ưu đãi như sau. Giá trị thứ nhất, ưu đãi đặt cọc ngay trong tháng ngâu này thì chúng tôi sẽ tặng ngay 100 triệu đồng. Giá trị thứ hai đó là chuyến tham quan nhà mẫu tại Mê Hồn Capital Phú Quốc tại khách sạn 5 sao tại Phú Quốc trị giá 10 triệu đồng. Thứ ba là khách hàng có hộ khẩu tại Kiên Giang sẽ được chiết khấu thêm 1%. Và cuối cùng, khách hàng đặt cọc mua sofa Emerald, sofa Diamond thì sẽ được tặng ngay 500 triệu trừ trực tiếp vào giá bán. Vâng, thưa quý vị, chỉ trong những giai đoạn dịch bệnh như thế này thì quý vị khách hàng mới có cơ hội nhận được những chính sách ưu đãi tốt và giá trị như vậy từ chủ đầu tư chúng tôi. Và chúng ta đang giãn cách, ai ở đâu ở yên đó. Và quý vị không cần phải đi đâu cả, chúng tôi sẽ mang lại những giá trị, những cơ hội tốt nhất, những sản phẩm giá trị cho quý nhà đầu tư và quý vị khách hàng. Quý vị chỉ cần nhấc máy gọi cho chúng tôi, mọi việc còn lại chúng tôi sẽ lo. Xin chúc cho quý vị cuối tuần thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, và ai cũng sẽ chọn được những sản phẩm ưng ý cho riêng mình như một món quà tặng cho bản thân, cho gia đình trong những ngày giãn cách này. Và sẽ còn rất nhiều những chính sách ưu đãi sau. Kính mong tất cả quý vị khách hàng chú ý đến xem và đừng rời khỏi màn hình của chúng tôi nhé. Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn. Thưa quý vị, thông tin về tiến độ dự án, về nhà mẫu dự án và đặc biệt đó là chương trình ưu đãi mà chủ đầu tư đang áp dụng đã vô cùng hấp dẫn dành cho quý vị đúng không nào? Đó chính là chính sách chung dành cho những sản phẩm ngay tại dự án. Và thưa quý vị, đừng rời khỏi màn hình nha. Cuối chương trình thì chúng tôi sẽ công bố một phần quà tặng và ưu đãi đặc biệt, xin phép duy nhất chỉ áp dụng trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm kết thúc của chương trình ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, có thể nói là ngay bây giờ chính là giờ phút quan trọng. Thưa quý vị, chúng tôi thông báo đến tất cả quý vị khách hàng đặt mua ngay và trong vòng 24 giờ sau sự kiện live stream trực tiếp hôm nay, sự kiện đầu tư Phú Quốc, đầu tư Mê Hồn số thứ hai, đó là một phần quà tặng ưu đãi đặc biệt trị giá là 25 triệu bạc. Quý vị đã nắm rõ đúng không nào? Quý vị trong vòng 24 tiếng đồng hồ ngay sau chương trình này, quý vị sẽ được tặng đó là 25 triệu vàng
một phần quà vô cùng ý nghĩa chúng tôi xin phép dành cho tất cả quý vị chủ nhân trong tương lai của Mi Homes Kế Hoạch Phú Quốc. Và đến đây thì chương trình livestream về đầu tư Phú Quốc, đầu tư Mi Homes số 2 với chủ đề đó là giới thiệu hệ sinh thái kép của chúng tôi cũng xin phép được dừng lại tại đây. Hy vọng tất cả quý vị khách quý đã có thêm những thông tin hữu ích nhất về dự án, sự hỗ trợ từ các chuyên viên kinh doanh và lựa chọn được cho mình một căn ưng ý nhất tại đại đô thị Mi Homes Kế Hoạch Phú Quốc. Chúc tất cả quý vị khách hàng có một ngày nghỉ thật hạnh phúc bên gia đình, bên người thân, an toàn và sức khỏe. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả quý vị vào chương trình Đầu tư Phú Quốc, Đầu tư Mi Homes livestream số thứ 3 trong tuần tới. Xin chân thành cảm ơn và chào tạm biệt.